Hayuki Vlog chúc bạn sức khỏe, xem phim vui vẻ nha. Mọi người ơi, Hà Du Ký đang đứng ở khu công nghệ Cao, thành phố Hồ Chí Minh. Được biết đây là một trong những khu công nghệ lớn nhất ở Việt Nam thời điểm hiện tại. Khu công nghệ Cao này có diện tích là 913 hectare lận đó mọi người. Và có rất nhiều cái công ty của quốc tế đang đầu tư công nghệ tại đây. Với diện tích 913 hectare như vậy đó, thì không biết là khu công nghệ Cao này còn có điều gì thú vị nữa hay không. Thì bây giờ Hà Du Ký cũng tò mò. Nên bây giờ Hà Du Ký cùng với mọi người chúng ta đi khám phá nha. Ok, bây giờ chúng ta let's go thôi. Ok, đi mọi người. Khu công nghệ Cao này nó có cái mặt tiền đó mọi người. Cái mặt tiền của nó giáp với một trong những con đường to rộng đẹp nhất của thành phố Hồ Chí Minh đó. Đó là con đường xa lộ Hà Nội nha mọi người. Ngay cổng vào khu công nghệ Cao á, thì Hà Du Ký Vlog thấy có 24 trụ có gắn tuabin cánh quạt. Có lẽ là họ dùng những cánh quạt này để tạo ra năng lượng điện từ gió đó. Bây giờ thì Hà Du Ký Vlog tiến sâu vào bên trong khu công nghệ Cao để khám phá, để rồi chúng ta biết thêm về nó một tí ha. Ở giữa cái giải phân cách á, thì Hà Du Ký thấy có cái bàn tay. Cái bàn tay này biểu trưng cho cái chữ OK nè mọi người. Cảnh quan ở đây thì khá thoáng đãng, sạch đẹp và nhiều cây xanh ha mọi người ha. Khu công nghệ Cao này có tên viết tắt là SXTB, đọc theo tiếng Anh là Sài Gòn High Tech Park. Đây không phải là khu công nghiệp nha mọi người. Mọi người đừng có lầm tưởng nó với lại khu công nghiệp nha. Trước khi quay cái khu công nghệ Cao này á, thì Hà Du Ký có đọc vài cái tài liệu viết về cái khu công nghệ Cao. Thì Hà Du Ký được biết khu này được thành lập năm 2002. Hai bên đường có hai hàng cây phượng vĩ rất là đẹp ha. Hôm nay đã gần giữa tháng 7 rồi mà phượng vĩ vẫn còn nở đỏ rực luôn. Nhìn nó thì Hà Du Ký lại nhớ về cái tuổi học trò. Mùa phượng năm nay buồn quá. Khi phượng vĩ hai bên đường thức giấc, đốt cháy mùa hè bằng màu đỏ chia ly. Mùa hè nay dâng một màu Covid. Biết bao giờ mới hết dịch trời ơi.
Đây là công ty Nidec, là công ty của Nhật nha mọi người. Thương hiệu Nidec chắc mọi người cũng biết rồi. Công ty này chuyên sản xuất về các thiết bị nghe nhìn và đầu độc quang ha. Còn đây là công ty Intel, là một công ty của Hoa Kỳ ha. Công ty này nó chuyên về lắp ráp và sản xuất chip, cái máy điện toán á. Đi vô khoảng 900m á, thì chúng ta sẽ thấy một cây cầu. View ở trên trục đường này khá đẹp ha mọi người. Nó có hàng cao rất đẹp nè. Quan sát hai bên đường này thì Hà Du Ký không hề thấy bất kỳ một cây cột điện nào hay bất kỳ một cái dây điện nào văng mắt hết. Ở đây Hà Du Ký thấy rất là nhiều cây cao. Cây cao nó mang biểu tượng cho cái sự bình yên và mang đến cho chúng ta những cái điều tốt đẹp. Nó có thể giúp khai thông dưỡng khí, giúp cho người trồng được may mắn phát tài. Còn đây là cây cọ nè. Cây cọ thì có màu xanh nên nó rất hợp với mệnh thổ và mệnh kim đó mọi người. Hai mệnh này mà trồng cọ thì sẽ phát tài phát lộc ha. Lá cọ nó lớn, nó biểu trưng cho cái chiếc quạt lớn, xua đi những cái điểm xấu, sinh tài, giữ của ha. Cây cọ là biểu trưng của sự thịnh vượng, may mắn vươn lên trong cuộc sống đó mọi người, giúp cho gia chủ làm ăn được phát tài. Có lẽ vì thế mà họ trồng những cây cọ trong khu này vì cũng là ý nghĩa đó, mong muốn cho các doanh nghiệp mà tới đây họ làm ăn họ đều được phát tài phát lộc ha mọi người. Còn đây là những cây cọ dầu nè. Cái cọ dầu thì nó có ý nghĩa mang đến niềm vui, niềm hy vọng, sự tài lộc, may mắn, đem lại những điều lành, xua đi những điều dữ, giúp sinh tài giữ của cho gia chủ. Thật là quá logic luôn mọi người. Những nhà tạo cảnh quan họ tạo ra một rất là logic luôn. Trước khi vào cái khu này thì họ trồng rất là nhiều cây phượng. Rồi sau đó là rất là nhiều cây cao, rồi cây cọ, tiếp theo là những cây cọ dầu. Họ có một cái suy nghĩ về phong thủy rất là logic luôn đó. Đây là cái khu gì mà nhìn kiến trúc nó vừa hiện đại vừa lạ vậy trời. Đây là đại học FPT, FPT University. Chúng ta đã quá quen với cái thương hiệu FPT rồi ha mọi người. FPT là chuyên về software, công nghệ và chuyển đổi số đó. Đại học này có lẽ họ cũng đào tạo về những cái mảng đó. Đây là cái vòng xoay rất lớn nè. Bây giờ thì khám phá hướng nào đây? Thôi, Hà Vũ Ký sẽ đi cái đường này trước nha mọi người. Ở đây rất nhiều cây cọ dầu nha mọi người. Cái khu mà chúng ta đang tiến xuống thì nó khá là trống trải.
Có lẽ khu này nó mới mở rộng thêm ở giai đoạn cuối cho đủ 913 hectare hay sao đó mọi người. Đây là thương hiệu Zabil. Zabil là một thương hiệu nổi tiếng của tập đoàn đa quốc gia Hoa Kỳ đó mọi người. Cái khu này trống trải quá, thôi Hà Du Ký chạy nhanh để kiếm cái chỗ nào đó quay đầu và trở lại để đi cái qua cái khu vực khác để xem sao. Chứ đi lòng vòng một hồi thì nó mất thời gian, cái clip nó dài, mọi người xem mọi người ngán nữa ha. Mọi người xem kênh Hà Du Ký Vlog, mọi người ủng hộ kênh Hà Du Ký Vlog bằng cách like, chia sẻ clip và subscribe đăng ký kênh nha mọi người. Cái khu ở dưới đây thì có vài cái công trình đang xây dựng nè. Có lẽ đây là khu mới mở rộng thêm đó mọi người. Mọi người ráng đi với Hà Du Ký hết cái tổng quan cái khu này nha. Để chúng ta xem còn những cái thương hiệu công nghệ nào nổi tiếng đặt trong khu vực này nữa. Mọi người cố gắng ha. Rồi thì mọi người xem clip này thì mọi người ủng hộ cho kênh Hà Du Ký Vlog bằng cách like, chia sẻ clip và đăng ký kênh nha. Nhấn chuông nữa, nhấn chuông để chờ thông báo mới, clip mới từ kênh Hà Du Ký Vlog nha. Hà Du Ký cũng được biết sơ về cái tập đoàn Zabil này. Tập đoàn Zabil là cái tập đoàn chuyên về cung cấp các dịch vụ thiết kế, sản xuất và quản lý các sản phẩm cho các công ty điện tử toàn cầu đó mọi người. Hà Du Ký Vlog xin cảm ơn mọi người đang xem clip này nha. Mọi người cố gắng xem hết clip nha. Mọi người nhìn xa xa kìa. Cái tòa nhà của đại học FPT nhìn từ cái góc này đẹp không mọi người? Cái dòng xoay này có lẽ là đang chuẩn bị trồng thêm hoa nè. Thấy người ta xới đất lên rồi đó mọi người. Ở đây thì lại có thêm cái tòa nhà FPT nữa mọi người. Chúng ta vừa đi qua cái khu tòa nhà Vietjet Air ha. Đây là công ty Kraft. Công ty có cái mặt dựng khá là đẹp và ấn tượng ha mọi người. Đi sâu vào bên trong á, thì Hà Du Ký thấy bắt đầu có rất nhiều công ty công nghệ rồi đó mọi người. Đây là Keytech. Đây là ABB.
Đây là khu gì mà rộng quá nè mọi người. Đây là công ty Điện Quang. Điện Quang có slogan rất là nổi tiếng đó mọi người, có nhớ không? Ngày trước xem TV, xem trên radio mà mọi người nghe về Điện Quang á, có slogan rất là nổi tiếng. Slogan của nó là ở đâu có điện, ở đó có Điện Quang. Hà Du Ký thấp thoáng nhìn thấy chữ Samsung rồi mọi người. Có lẽ đây là công ty Samsung. Chúng ta đã quá quen thuộc với thương hiệu Samsung rồi ha. Samsung là cái nhà mà chuyên sản xuất về TV, màn hình quảng cáo, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, máy hút bụi, điện thoại di động ha, rất là nhiều. Mặt độ công ty ở đây khá là dày theo trục đường ha mọi người. Quang cảnh của con đường này có nhiều mảng xanh, rất là hài hòa luôn. Đây là Transimax. Transimax Hà Vũ Ký cũng biết sơ sơ đó. Con không biết nó có phải là hình như là hệ thống kho ngoại quan, kho lạnh, bãi chứa container hay không. Tại vì khi mọi người đi trên đường mà khi người thấy những cái thùng container có từ Transimax á, những cái nơi mà lưu trữ hàng hóa là bãi chứa container, kho hàng, kho lạnh ha. Có lẽ là họ cũng áp dụng kho theo kiểu công nghệ đó mọi người, nên họ cũng có mặt ở trong đây. Đây có lẽ là cái khu cuối của khu công nghệ rồi mọi người. Hà Vũ Ký thấy rằng ở đây hết công ty rồi. Ở đây có một cây cầu. Cây cầu này có hình dáng kiến trúc khá là đẹp, giống như cây cầu mà cái clip trước Hà Vũ Ký review về cái đại lộ Nguyễn Văn Linh vậy. Nó mang kiến trúc cũng giống như mấy cây cầu mang kiến trúc của Thụy Sĩ ha. Kiến trúc rất là hiện đại và đẹp. Chúng ta nhìn thẳng về hướng phía dưới này thì có lẽ đây là khu dân cư, khu đô thị rồi mọi người. Không còn cái nhà máy xí nghiệp gì trong đây nữa.
với diện tích 913 hecta đó thì nó là quá là rộng rồi. Khu này được thành lập vào 2002 thì trải qua khoảng 19 năm rồi, nhưng mà tới nay thì khu công nghiệp cao vẫn chưa lấp hết những cái khoảng trống của cái mặt đất ha. Tương lai sẽ có rất nhiều công ty sẽ đổ gì đây thì có lẽ là sẽ lấp dần những cái khoảng trống ha. Hà Du Ký cảm ơn mọi người đã cùng Hà Du Ký chúng ta đi khám phá về cái khu công nghệ cao. Nếu như mọi người thích clip này thì xin mọi người ủng hộ Hà Du Ký Vlog bằng cách like, chia sẻ clip, đăng ký kênh và nhấn chuông để chờ nhận thông báo từ clip mới của kênh Hà Du Ký Vlog nha. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và bình an nha.